Các anh chị nghe thử coi có thấy hình ảnh của mình trong đó không nha. Cảm ơn thầy giáo Chính Ít Nguyễn Thái Dương. Cảm ơn cảm em. Ơn anh, cảm ơn anh. Hôm nay xong lớp là chạy đến với anh liền. Dạ, đúng rồi. Thay mặt bà con cảm ơn em.